Trong video này mình sẽ giúp đỡ một bạn trên kênh YouTube. Bạn ấy có hỏi mình đó cái cách đo cường độ dòng điện nha các bạn. Các bạn bạn ấy đã chế độ một cục sạc mà các bạn không biết cái đo cái cường độ dòng điện nó sạc vô điện thoại là khoảng bao nhiêu, để mà các bạn biết chính xác là độ được hay không các bạn. Hôm nay mình làm video này để mà hướng dẫn các bạn cách kiểm tra cường độ dòng điện nha các bạn. Vô khi mà các bạn muốn độ cục sạc điện thoại á, coi dòng điện nó sạc vào điện thoại là khoảng bao nhiêu các bạn. Thứ nhất á, các bạn muốn đo cường độ dòng điện, các bạn đã từng học qua vật lý lúc lớp phổ thông, hoặc là các bạn nào mà học bên sinh viên đó các bạn, học đại học cao đẳng gì đó, các bạn đã từng biết là cái đồng hồ ampere là dùng để đo cường độ dòng điện nha các bạn. Ampere, các bạn muốn đo được cường độ dòng điện trong bất kỳ mặt nào là các bạn dùng ampere cho mình ha. Ampere còn nếu mà các bạn muốn đo điện áp các bạn, điện áp trong mạch đó, thì các bạn dùng môn kế cho mình nha. Môn kế ở đây mình không hướng dẫn và các bạn sử dụng môn kế vì cái này quá đơn giản. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng ampere kế để mà đo. Ở nhà mà các bạn không có ampere kế, các bạn khó thao tác nha các bạn. Nhà các bạn chỉ có một cái đồng hồ VOM thì các bạn không biết cách đo. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn trực tiếp nha các bạn. Ở đây mình ví dụ đây là một cục sạc nha, cục sạc mà các bạn đã độ chế, các bạn độ chế được và các bạn muốn đo cái dòng ra của cái cục sạc này như thế nào, bao nhiêu, đúng không? Các bạn dùng một cái đầu nối cho mình nha, một đầu nối nè, đầu nối nhanh nha các bạn. Các bạn cặp nguồn vô ha. Đó, các bạn dùng một ổ cắm cho mình, các bạn đo điện áp đầu ra nó khoảng bao nhiêu ha. Mình giả sử đây là cái cục sạc mà các bạn độ chế được nha. Đây, bạn cắm nguồn vô cho mình nha. Rồi, các bạn dùng cái đồng hồ số ha, VOM số ha. Các bạn bật từ cái cục sạc này á, các bạn biết chắc rồi cái giá trị của nó là khoảng 5 đến dưới 10V nha các bạn. Nên các bạn bật switch bật cái công tắc cho mình chuyển mạch về 20V nha các bạn. Rồi, các bạn sẽ đo đầu ra cho mình coi cái cục sạc này được bao nhiêu nha các bạn. Đây, trước tiên các bạn cứ đo đầu ra đi. Để nó ngoan để mình chỉnh lại. Đi nha các bạn. Các bạn nhớ bóp cho cái đầu này xuống nha, bóp để nhau dừng không thôi nó lỏng dây á, đo không nó bị hỏng mạch đó các bạn, đo không được ha. Rồi các bạn đã bắt đầu đo nha, que đỏ que đen gì cũng được, cái này tại vì các bạn chưa không cần thiết cái điện cực của nó ha, điện cực âm bằng dương ha. Các bạn đo đại đi, nếu mà dương thì ra bất quá thì ra thêm dấu trừ đi. Đây các bạn đo được nhiêu, cái điện áp cục sạc này là 7,6V nha các bạn, 7,67V ha. Đây à, cục sạc này nè, cục sạc mà các bạn độ chế được á, 7,67V nha các bạn. Rồi, đây là cục sạc. Sau đó giờ các bạn muốn sạc vô cái điện thoại này nha, sạc mà các bạn muốn kiểm tra cái dòng sạc này á, các bạn chuẩn bị cho mình nha, một sợi cáp ha. Cái này mình dùng cắt hai đầu nha các bạn, một đầu là cáp sạc cho mấy Android bình thường nha các bạn. Đây, sạc cho mấy Android bình thường ha.
đầu cáp này bình thường nha các bạn, chứ không phải là đầu thạch C nha các bạn. Thạch C là loại khác, cái đầu khác nữa nha các bạn. Đây là đầu cáp 5 chân ha. Cái hoặc là các bạn có thể dùng cái, tại vì mình hay sửa iPhone với iPad đó các bạn. Đây nè. Mình lấy một đầu nữa là cáp, cái đầu là Lightning nha các bạn. Cái đầu cáp Lightning đó các bạn. Đấy, cái này chuyên dùng cho iPhone, iPad nha các bạn. Các bạn bạn nào á có nhu cầu sửa sạc cho iPhone, iPad hoặc là kiểm tra cái dòng sạc đó các bạn, máy bị sạc không vô hay là cái gì đó các bạn, là các bạn dùng đầu cáp này nha, sửa iPhone, iPad. Còn cái này là dùng cho máy cáp Android hay cáp 5 chân nha các bạn. Cái này lại khác so với cáp Type-C nha. À, trước hết mình sẽ test cho các bạn xem nha. Các bạn chưa dùng cho mình cái bộ nguồn cấp nguồn nha, cấp nguồn DC cho điện thoại. Các bạn cắm vô đây, lấy hai dây cấp nguồn nha các bạn. Rồi sau đó các bạn lấy hai cái đầu cái kẹp khóa 6 các bạn, cái ký hiệu của các bạn. Đối với cáp đa phần nó cái cách dương các bạn, cái nguồn dương á, cái sợi dây dương á là đa phần là màu đỏ màu vàng nha các bạn. Còn cái màu màu đen màu trắng này á, là màu trắng là sợi âm nha các bạn. Âm là trắng đen, còn dương á, dương này là màu đỏ hoặc màu vàng nha các bạn. Mình kẹp đây nè, kẹp nguồn quay đỏ của nguyên bộ cấp nguồn á vô chân vàng, bài quay trắng, sợi dây trắng á, mình kẹp qua chân âm nha các bạn. Sau đó bật cái bộ nguồn lên cho mình ha. Bật cái bộ nguồn á các bạn, tại vì cái cục sạc á, cái mức của áp của nó là 5V nha các bạn, 5V ha. Ở đây mình sẽ test cho các bạn, đây nè 5V. Còn cái amp kế này á, các bạn chỉnh cho mình nha. Ví dụ nó thấp quá hoặc cao quá thì mình chỉnh về 5V cho mình ha, là mức standard, mức chuẩn của nó. Còn cái amp kế này á, các bạn nhìn thấy không, dòng á, dòng A nè là 1A ha. Nó maximum cái dòng này chỉ có 1A thôi, 1A thôi, đúng không? Là cái dòng này, dòng sạc nó 1A thôi. Sau đó các bạn dùng cái điện thoại bất kỳ ha, giả sử các bạn muốn test cái điện thoại này đi, các bạn dùng cái đầu tương ứng nha các bạn. Nếu mà là nếu mà cục sạc iPhone hoặc là sạc các bạn sử sạc iPhone hoặc là iPad á, cái này cũng tương tự các bạn, đổi các bạn chỉ việc đổi đầu ha. Mình sẽ cắm cái đầu cáp sạc 5 chân vô. Đây nè, các bạn nhìn thấy không? Đây nè, cái biểu tượng sạc nha các bạn, đang sạc nha, đang sạc đồng thời. Cho các bạn nhìn cái dòng nè, cái dòng sạc nè, thấy chưa? Một cái vạch này các bạn, một cái vạch này là 40, khoảng 40 nha các bạn. Đây nè, nó sạc nè, nó tầm là 600mA nha các bạn. Các bạn nhớ cái giá trị 600mA cho mình nha. Có nghĩa là cái dòng sạc á, sạc vô cái điện thoại này là 600mA nha các bạn. Mình cứ căn cứ 600mA. Đây nè, báo điện từ đang sạc nha các bạn. Rồi, các bạn rút ra ha. Các bạn nhớ cái giá trị 600mA nha các bạn. Các bạn gỡ cho mình cái đầu ha, gỡ hai đầu này ra. Cái cục sạc hôm nãy các bạn đo là giá trị là 7.67V nha các bạn. Rồi, các bạn cặp cho mình ha. Các bạn chừa một cái dây đỏ cho mình ha, dây dương á, dây dương là trừ lại nha các bạn, dây dương trừ lại. Các bạn cặp cái quay được, nối cái dây âm thôi, dây âm với dây âm sạc thôi ha. Rồi các bạn kẹp vô, kẹp nhớ kẹp cho chắc nha các bạn, nên của nó bung ra. Đây, bấm cái đầu mình nhét vô. Rồi, chắc ok nha các bạn. Đây, mình có cái đầu sạc này nha các bạn. Mình cắm vô ha, cắm vô cái test thử cái điện thoại này á,
cái dòng sạc của cái cục này nó sạc cho điện thoại là khoảng dòng khoảng bao nhiêu nha các bạn? Nó bật nguồn lên ha. Đây mình để nó nằm luôn đi cho các bạn nhìn rõ ha. Đây các bạn kiểm tra như vậy nha các bạn. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn đo hai cách ha. Một là cái đồng hồ số, hai là đồng hồ kim. Ở nhà các bạn có đồng hồ kim á, thông thường ở nhà các bạn có VOM nha, đồng hồ kim nha các bạn. Đây nè, đồng hồ kim ha, bằng một cái đồng hồ số ha, hai cái đồng hồ này. Sau đây mình hướng dẫn các bạn á là đo đồng hồ kim. Cái đồng hồ kim nè, các bạn nhìn trên thang đo nè, thấy chưa? Cái giá trị của nó maximum á, đây nè, 50 mA, 2.5 rồi. Cái giá trị là 250 mA nha các bạn. Đây nè, 250 mA DC. Còn cái giá trị này á là 2.5 A nha các bạn. Có nghĩa là cái giá trị cái đồng hồ này đo được là 2.5 A nha các bạn. Nhưng trên thực tế cái giá trị này chỉ có hình như là ảo thôi các bạn. Nó không có, không cho đo đến cái thang đo này nha. Nên cái này á nó rất kém, nó chỉ cái đo maximum chắc khoảng 250 mA. Đây nè, cái đồng hồ này đồng hồ Trung Quốc nha các bạn. Sunwa, nó cái Sunwa là cái nhãn hiệu nổi tiếng của cái đồng hồ, nhưng mà giới tạo Nhật á là nó cực bền ha. Còn đồng hồ này là nhái Trung Quốc, nó nhái nha các bạn. Đây nè, 2.5 A là các bạn đo là không được giá trị 2.5 A nha các bạn, maximum khoảng 250 mA. Không biết cái đồng hồ các bạn sao chứ đồng hồ này của mình á là không đo được giá trị 2.5 A nha các bạn, chỉ đo được maximum là 250 mA. Đây là cái đồng hồ Trung Quốc nhá nha các bạn, Trung Quốc nhá. Đây là đồng hồ của Nhật nha các bạn. Đây nè, Made in Japan nè, cái này của Nhật nha các bạn, chính hãng luôn ha. Cái đồng hồ xịn nha các bạn. Đây nè các bạn, nhìn phía sau mà cũng lưng phía sau nha các bạn. Có cầu chì bảo dòng bảo áp luôn nha các bạn. À, còn cái của Tokyo Nhật Bản nha các bạn. Đây là đồng hồ chính hãng của nó ha. Các bạn nhìn thấy cái thang đo nè. Cái thang đo maximum á nó cũng chỉ có 0.25 A, có nghĩa là 0.25 đơn vị là ampere nha các bạn. Mỗi DC ampere là bằng 250 mA nha các bạn, maximum thôi, chứ không đo được giá trị đâu. Đa phần mấy cái đồng hồ số này á, đồng hồ kim này thì nó đo không được cái giá trị khoảng 2.5 A đâu các bạn. Sau đây mình sẽ test thử nha các bạn. Trước tiên á, các bạn cần phải hiểu nguyên lý của nó nha các bạn. Nguyên lý các bạn học bên vật lý thời trung học của các bạn, hoặc là các bạn học cái nghề điện, chuyên ngành điện tử á, các bạn học điện tử cơ bản, hoặc là trong mấy trường đại học á, người ta có dạy là kỹ thuật điện tử các bạn, điện tử 1, điện tử 2 á. Anh em nào đã từng là sinh viên, anh em đó biết cái đó nha các bạn. Cái này hay là các bạn học trung học nữa, các bạn như nè, các bạn hãy xem cái nguyên lý nè. Đây nè, đây là cái sơ đồ đơn giản nha các bạn. Các bạn muốn đo cường độ dòng điện nha các bạn, các bạn cần cái gì? Cái này là ampere kế, đúng không? Ampere kế. Cái VCC thứ nhất á, các bạn muốn đo là phải có dòng tải. Cái tải này là cái gì? Cái tải này là một, như trường hợp là bất kỳ cái gì nha các bạn, từ bóng đèn, cái quạt, cái motor, hay là bất kỳ cái gì nha các bạn. Điện trở, cái này gọi là cái tải nha các bạn. Các bạn muốn đo cường độ điện á, các bạn có nguồn cấp nguồn cho nó ha. Cái cấp nguồn này là cái gì? Cái cấp nguồn á, nó sẽ cung cấp một cái nguồn điện áp, sau đó nó đặt trên hai cái đầu điện trở tải này. Khi mà các bạn muốn đo cường độ điện, các bạn nó tách ra đặt ampere kế nha. Trước cái nguồn, cái ampere kế sẽ có hai que đúng không? Cái que âm, que dương ha. Các bạn nốt que dương âm á, nối với cái âm dương của cái VCC, một cái âm. Cái này không phải là ấy nha các bạn. Cái này em mà kế mình một cái que âm á,
mình sẽ nối một đầu còn lại để đo. Vì cái dòng dòng nó chạy qua cái AB kế này, rồi chạy qua tải mà nó như cực dương, nó chạy qua AB kế, nó chạy xuống tải và nó bật tâm là cái tầm mình cái dòng điện kính nha các bạn, điện kính. Các bạn dòng cái dòng á, dòng điện nó chạy qua cái cuộn cảm, cuộn dây á, mà có từ chiều bên trong của AB kế các bạn, nó sẽ dao động, nó sẽ nhích lên cái hoặc là các bạn dùng đồng hồ số á, thì nó sẽ hiện số ra lên các bạn. Mình sẽ đơn giản thôi. Còn cái này là gì? Cái này là định lực ôm. Theo định lực ôm á, định ôm là U sẽ bằng Y nhân R. Y R, R là điện trở tải nha các bạn, điện trở. Y là dòng điện chạy qua tải ha. Còn điện áp U á, U đó chính là VCC nha các bạn. VCC này á là nguồn cung cấp hoặc là điện áp đầu vào nha các bạn. Điện áp đầu vào U nè. U sẽ bằng Y nhân R. Theo định lực ôm nha các bạn. Cho đó U và Y là tỷ lệ thuận với nhau. Khi mà U tăng á, U tăng điện áp này tăng lên, điện áp như điện áp nguồn nó tăng lên các bạn, thì dòng điện nó sẽ tăng lên theo các bạn. Còn điện áp mà giảm xuống á, VCC nó giảm xuống thì Y cũng giảm theo nha các bạn. Còn điện trở tải là không đổi nha các bạn. Điện trở tải ví dụ bạn tăng cái điện áp này lên, tải lúc nào cũng giữ nguyên, ví dụ bạn giữ nguyên tải đi, là điện trở tải là không đổi. Còn ví dụ bạn tăng điện áp VIN lên hoặc là giảm điện áp VIN lên xuống là cái dòng nó sẽ thay đổi, tăng hoặc giảm các bạn. Đây là cái nguyên lý nha các bạn. Các bạn nhìn rõ cho mình ha. Đây là cái nguyên lý nha. Mặt AB kế. AB kế nối vào phía trước của tải nha các bạn. Phía trước phía sau vậy, nếu mà mặt thuần trở các bạn, phía các bạn trước sau gì cũng được nha. Đây nè. Ok nha các bạn. Cái này là các bạn xem các bạn hiểu rõ nha. Có gì thắc mắc các bạn cứ để comment lại, mình sẽ giải thích cho ha. Cái điều khá đơn giản nha các bạn. Học trung học là các bạn là sinh viên á, các bạn dư sức hiểu cái vấn đề này nha. Sau đây mình sẽ kiểm tra cho các bạn nha. Đây là cái điện thoại nha các bạn. Đây, như nãy mình nói, đây là cái cục sạc nha, cục sạc mà các bạn đã độ rồi nha. Các bạn nối dây cho mình ha, cái đầu dương nha, cái đầu âm á, cái dây âm á các bạn. Cứ cắm cái sạc như bình thường các bạn. Dây âm này nè. Còn đây dây dương, các bạn chưa hỏi rồi mình không được nối vô nha. Bạn nối cũng được đây. Nối là sạc pin thôi, đây nè. Test cho các bạn xem nè. Đây nè, sạc pin không ạ? Bạn nối vô đang sạc pin nè. Thấy chưa? Đây này. Đang sạc pin nha các bạn. Đang sạc pin ok nha. Rồi các bạn hở mặt ra cho mình. Các bạn nói chung nhắc mặt ra, hở mặt ra. Đây là cái đồng hồ VRM kim ha các bạn. Các bạn đo bình thường ha. Các bạn nhìn sơ đồ nè. Đây. Cái này, quay dương các bạn, các bạn nối vào cái nguồn VCC cho mình ha. Cái đầu còn lại nối vào cái điện trở thôi. Nối đây nè, các bạn nhìn kỹ sơ đồ mà đấu bình thường nha các bạn. Đây nè, định kéo lại cho gần đây, các bạn thấy không, điện thoại vẫn nối nha các bạn. Đây mình kiểm tra cái đầu này có hai que nha các bạn. Cái que thứ nhất á, các bạn cặp nguồn cho mình ha, các bạn đo cường độ dòng điện qua cái của cục sạc này các bạn. Hôm nãy mình đo giá trị á, mình đo như trên bộ cấp nguồn á là 600mA nha các bạn. Rồi bây giờ mình đo thử coi cái dòng 2A, mình chỉnh bằng switch đó các bạn. Chỉnh 2.5A, nó được đo nha các bạn. Rồi, rõ ràng không báo gì nha các bạn. Nó không báo một chút gì á, chứng tỏ là cái đồng hồ này chỉ đo không đo được giá trị 2.5A nha các bạn. 2.5A là không có nha các bạn. Nó như cái là nó cái vạch này chỉ để cho có thôi. Chứ mình không biết sao, nhưng mà trong cấu tạo trong cái đồng hồ này là đo không được nha các bạn. Đây là như cái đồng hồ này nè, nó maximum chỉ có đồng hồ của Nhật đó các bạn, có 0.25A, 250mA thôi nha. Rồi các bạn đo không được, rồi các bạn chuyển cái thang đo về là 250 cho mình. Rồi các bạn nhấp thử nha. Đây nè,
kim lên nha các bạn. Mà nhấp thôi, vì dòng nó lên lên quá cái sọ nó hư kim nha các bạn. Các bạn nhấp qua là nó qua. Nó nhảy như này các bạn. Đây nè, các bạn thấy không? Đó, vì chứng tỏ là gì? Chứng tỏ là sao? Chứng tỏ là cái đồng hồ này nó không đo được giá trị nha các bạn. Nó chỉ đo được giá trị là 250 ampere miliampere thôi. Chứ còn nếu chị 2,5 ampere là mấy à? 2,5 ampere là không đo được nha các bạn. Đó, cái đồng hồ này nó dở như vậy nha các bạn. Nếu các bạn chỉ đo được cái dòng thấp thôi, cái dòng khoảng 250 miliampere ha. Rồi. Để khắc phục á, sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn nha. Dùng cái đồng hồ số nha các bạn. Ở đây mình có cái đồng hồ số ha. Đây là cái đồng hồ số nha các bạn. Các bạn đo điện áp bình thường nha các bạn. Ví dụ các bạn muốn đo điện áp đi các bạn. Như cái nguồn này các bạn nhớ dưới 10V đi các bạn, chỉnh cho mình 20. Những giá trị như 20 nha các bạn. Là đo được giá trị 20V đó nha các bạn. Rồi. Các bạn cập thử cho mình ha. Có cái cục sạc này bao nhiêu vôn? Đây, đúng rồi. 7,67 nha, 768, 768 vôn nha các bạn, đúng không? 7,68 vôn. Rồi các bạn muốn đo cường độ dòng điện của cái cục sạc này. Qua là cái cục sạc này á, nó dòng nó nào nó sạc cho điện thoại là dòng khoảng bao nhiêu á? Các bạn chỉnh cho mình nha. Đây. Các bạn nhìn nè. Quan sát tỉ nha các bạn. Đây. 2 ampere, 2 miliampere nha các bạn. Đây 200 miliampere nha. Cái này 10A nè các bạn. Là đo được 10 giá trị là 10 ampere nha các bạn. Đây nè. Các thấy rõ không? Đây nè. Cái giá trị nè, giá trị 10A nha các bạn. Các bạn shift bằng chữ mạch á, sao cho mình giá trị 10A nha các bạn. 10 ampere cho mình. Ok. Nè, đó giá trị được 10 ampere nha các bạn. Lớn nhất ha. Rồi, mình cắm như bình thường nha các bạn. Đây nè, cái cục sạc nè, điện thoại bình thường ha. Rồi, các bạn để đây cho mình. Quay đen nha các bạn, quay đỏ. Tương tự nha các bạn, quay sơ đồ. Đây nè. Quay sơ đồ, quay đỏ, nối với dương ha. Đỏ đỏ. Âm có cái đầu còn lại nối với tải nha các bạn. Cái tải của mình á là chính là cái điện thoại nha các bạn. Điện thoại là tải nha, mình cứ coi lên là tải, coi dòng nó bao nhiêu nha các bạn. Đây. Các bạn kẹp nguồn cho mình ha. Rồi, các bạn cặp vô. Đây nè. Các bạn đo bình thường nha. Các bạn không thấy cái đây nè. Đây nè, không thấy báo gì nha các bạn. Bắt đầu cặp vô. Nó cũng không, đây nè, nó dấu nét nháy nhưng mà nó không báo gì nha các bạn. Các bạn muốn biết nguyên nhân tại sao? Tại vì cái thang đo mình chuyển chưa đúng. Tại vì cái que đỏ là ok rồi. Que đỏ màu mặc định nè. Các bạn nhìn nè. Đây nè, que đỏ 10A. Ok, lúc nào cũng nằm đây 10A nha các bạn. Đây nè. Mình gắn vô cho mình. Đây nè, còn cái này vôn, nó nọt vôn ôm ơi. Còn ở đây nè. Không biết tùy mỗi loại cái đồng hồ nha các bạn. Nhưng đối với đồng hồ này á, đây nè, cái mắt nè, đo điện áp nè, từ 1000V đến 750 nè, xoay chiều là 750 nè, cái dấu bạc gạch nè là một chiều nha các bạn, 750 xoay chiều nha. Có đây mắt các bạn, mắt nè, mắt 10A nè, mắt nối mát nè mà, đây nè là cái cổng mát này nha. Nên các bạn đo ví dụ bạn bật nè, đo không bao giờ lên nha các bạn, cái quay đầu vẫn còn nha, nguồn vẫn còn nha. Đây là các bạn cặp vô không dở lên nha các bạn. Nó không lên ha. Các bạn lấy tháp đó, chuyển qua đo, chuyển cái mức này vô không nha. Cũng com á, common á, chung á các bạn. Đây là mát nè, gắn vô. Ok. Rồi, các bạn đo. Đây nè, dòng nó ra là 0,43. Đúng không? Đây là sạc nè bạn. Đây nè, 0,43 này là gì? Không, nghĩa là 0,43 ampere nha các bạn.
là 0.44 ampere nha, 0.44 ampere có nghĩa là 440 mA nha các bạn. Thì cái cục sạc này đây nó vẫn sạc cho điện thoại nè, đây nè các bạn thấy không, cái cục sạc này vẫn cho sạc, đang sạc lên điện thoại nha các bạn. Rồi mình ngắt ra nè, thấy chưa, ngắt ra các bạn, chập vô, đây là ngắt ra, chập vô. Đây nè, thấy không, đang sạc phải không? Đang sạc đúng không? Đây nè, nó báo nè, đang sạc nè. Rồi, nhìn cái đồng hồ 0.44 là 440 mA nha các bạn. Là, chứng tỏ là cái cục sạc nè, cái quạt độ được á, là dòng chỉ có 440 mA thôi, đúng không? Còn các bạn nếu mà độ sạc á, các bạn độ sạc là khoảng 1A hay là 2A, rồi các bạn thì cái giá trị này sẽ là ấy nha các bạn, nó sẽ hiện rõ là 1A hoặc 2A nha các bạn. Đây là cách hướng dẫn chung nha các bạn. Các bạn mình hướng dẫn các bạn có thể đo bất kỳ cái thiết bị nào nha các bạn. Đây, ở đây là cái điện thoại di động ha. Còn các bạn có đo thấy bất kỳ cái nào, quạt, motor hay gì á, là cái cách hướng cách làm á, trình tự làm y hệt như vậy nha các bạn. Đây này, vậy là chúng ta cái cục sạc này á, cái này á là nguồn cấp đi, đúng không? Đây nè, như cái này nè các bạn nè, VCC VIN á là cái cục sạc này nguồn cấp nè, cái cục sạc này bằng mạng độ nè, ampere là ampere kế là cái gì, cái này nè, đúng không? Cái đồng hồ nè, đồng hồ VOM nè, còn cái RL tải á, chính là cái này nè, chính là cái điện thoại nha, đúng bài luôn nha các bạn. Đó, các bạn cứ đo cho mình, các bạn không biết đo á, các bạn cứ nhìn theo sơ đồ hoặc là xem cái clip này hướng dẫn của mình á, các bạn sẽ đo tất cả các thiết bị điện trong gia đình luôn nha các bạn, chứ không phải riêng gì cái cục sạc điện thoại bằng độ chế hay là mà không đo được mấy kia nha. Cái này chuẩn luôn nha các bạn. Đây nè, đó các bạn cứ đo bình thường cho mình nè, đây nè, đó đầu ra cho mình rồi các bạn cặp vô, đây nè, coi dòng bao nhiêu, không, 0.44 đâu, 0.44 có nghĩa là 444 mA là ok, là cái cục sạc này bạn chế độ được cái dòng á chỉ 444 mA nha các bạn. Còn nếu mà các bạn độ được ok thành công á, là ví dụ nó các bạn muốn độ 2 ampere, cái cục sạc hai ra 2 ampere thì các bạn thì dòng nó sẽ báo đây nha các bạn, dòng điện sẽ báo đây ha. Và là xong nha các bạn, mình sẽ đã hướng dẫn cho một bạn bên trên YouTube nha, mong là các bạn đó xem clip này của mình á, các bạn sẽ hiểu được cái phương pháp làm nha các bạn, rồi các bạn sẽ kiểm tra được nha. Rồi nhiều bạn á ở nhà các bạn thường trang bị cho mình cái đồng hồ số, mà đồng hồ số là hữu dụng nhất nha bạn, các bạn nên sử dụng đồng hồ số đo nhiều giá trị nha các bạn. Chứ các bạn dùng đồng hồ kim á, cái các bạn đo dòng á nó thấp hơn, nó không được giá trị cao đâu, nó khoảng 200 mA không ạ. Nếu các bạn có cái ampere kế thì càng tốt ha. Ampere kế các bạn chọn á, ví dụ các bạn muốn đo cái dòng 10 ampere thì các bạn chọn ampere kế 10 ampere nha. Giờ cái này cũng dễ à. Đó nè, ở đây có hai que nè các bạn. Âm dương nè, đây nè. Rồi các bạn nối ampere kế vô, các bạn nối y hệt cái sơ đồ này vô cho mình ha. Đây nè, làm y hệt cái sơ đồ này vô. Là các bạn đo tất cả các thiết bị gia đình trong gia đình luôn. Các bạn đâu không? Những cái ampere kế này chứ đo được cái dòng 1 ampere nha các bạn. Cũng các bạn có lại bế kế đó lớn hơn đo khoảng 10 phần trăm ampere hay gì á các bạn, dùng trong công điện lực á, hoặc là ampere cái dòng càng lớn á thì ampere kế nó lớn các bạn. Thì ở ngoài thị trường các bạn muốn tìm cái dòng ampere kế đo bao nhiêu ampere thì ấy ha. Còn có nhiều khi các bạn không ở nhà không có ampere kế này nè đó, các bạn cứ dùng cái đồng hồ số cho mình ha, đồng hồ số đo là ok ha. Còn đối với các bạn mà ở nhà chỉ có đồng hồ kim nữa thì đây chỉ đo được cái dòng thấp nha các bạn, dòng nhỏ ha, dòng tải có quả tải nhỏ khoảng 250 mA ha. Sau đây một vấn đề nữa là ở ngoài thị trường các bạn giờ hiện tại người ta có
bán cái USB các bạn, cắp USB, cái USB này giống như cái đồng gồ á, biết cái đồng gồ à, cái đồng gồ này nó có một cái đầu nha các bạn. Cái này mình, cái này USB ha mình, nhưng mà mình giả sử nha các bạn, đây nè, cái đầu vào của nó, cái đầu vào của nó là đầu cáp nha các bạn, đầu cáp 5 chân nè. Ở ngoài trên mạng hay là gì vậy? Các bạn mua ngoài chỗ bán điện tử, bán điện thoại di động các bạn, linh kiện nha. Rồi nó sẽ có đầu này gắn đây, các bạn chỉ cần đút cái đồng gồ này vô, đút cái USB này vô thôi. Rồi cái đầu còn lại nó mắc nối tiếp các bạn. Đây các bạn, đối với cục sạc này các bạn không cần phải không cần phải ấy nha các bạn, không cần phải cắt dây nha. Cái cách này á là các bạn phải tắt cái dây ra nha, tắt một dây ra. Rồi cách này á là bên ngoài nó bán không cần cái tắt dây, nó sẽ nối tiếp cho bạn luôn. Các bạn cắm nối tiếp nè. Rồi các bạn ví dụ cục sạc nguyên đi, cục sạc nguyên các bạn cắm trực tiếp vô. Không cần phải cắt dây nha. Nhớ cho mình đó. Không cần phải cắm vô. Trên đây á, trên phía trên này sẽ có cái màn LCD, nó hiển thị cái điện, mức điện áp nha các bạn, điện áp cục sạc, nó sẽ tích hợp bi mạch trong đó, nó sẽ hiển thị cái điện áp cục sạc với này dòng sạc nha các bạn, dòng sạc. Nếu các bạn nào cảm thấy có điều kiện á, các bạn cứ mua về xài test thử ha, là cái test dòng sạc nha các bạn. Các bạn cắm vô đây, cắm vô cái cổng sạc này, tại vì nó cái đầu nó sạc nó 5 chân luôn. Rồi bên này có cái cổng nối tiếp nha các bạn. Cắm cái đầu cái cục sạc vô mà không cần cái cách dây nha các bạn, chích vô rồi là nó sẽ báo cái thông số ở đây nè, báo thông số trên màn hình LCD chỗ này nè, LCD với nó sẽ báo cho mình cái điện áp của cục sạc này, cái dòng điện nó chạy qua các bạn, nó giống như nguồn các bạn, nó tích hợp luôn nha các bạn, 2 trong 1 ha. Đó, mua cái đồng hồ hay cái USB 2 trong 1, vừa đo được điện áp của cục sạc mà vừa đo được dòng sạc nha các bạn. Thôi, và là mình giới thiệu sơ bộ qua nha các bạn, cái cách đo ha. Các bạn có thể kiểm tra bất kỳ các thiết bị nào trong gia đình với phương pháp này của mình nha. Thôi, chào các bạn, có gì các bạn muốn hỗ trợ hay support gì á, các bạn cứ biết để lại comment nha, mình sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn. Chào các bạn.